Trong buổi hôm nay thì mình sẽ đi vào ba content chính, nhất là sẽ đi vào các sản phẩm chấm công, thứ hai là phần mềm chấm công, và thứ ba là các dự án tiêu biểu đã thực hiện tại Việt Nam. Trên đây mình xin phép được đi vào phần đầu tiên là các phần mềm chấm công. Đầu tiên đây là sơ đồ tổng quan của phần mềm chấm công. Ở trên thị trường Việt Nam hiện tại thì ZKTECO cũng có khá nhiều phần mềm chấm công, cũng như là Việt Nam cũng đã phát triển rất là nhiều các cái phần mềm riêng của các nhà phân phối. Vì thế thì trong cái buổi hôm nay mình xin phép được chia sẻ một những cái phần mềm tiêu biểu của ZKTECO thôi. Ở đây mình sẽ xin phép được chia sẻ mà ba phần mềm chính. Thứ nhất là phần mềm ZKTHAMnet, tiêu biểu cho các cái phần mềm được viết dưới dạng offline, và phần mềm BioTime 8.0 là tiêu biểu cho các phần mềm viết trên là online, và BioTime Cloud nghĩa là các phần mềm được viết trên nền tảng cloud. Đây mình sẽ có một bảng so sánh rất là trực quan giữa phần mềm ZKTHAMnet 3.0 và phần mềm BioTime 8. Nó cũng là các cái so sánh thường thấy của phần mềm offline và online. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì sự phân biệt rõ ràng giữa hai phần mềm, đó là phần mềm ZKTHAMnet 3.0 là phần mềm miễn phí, và phần mềm BioTime 8.0 thì chỉ được phép miễn phí từ hai thiết bị trở lên. Phần mềm ZKTHAMnet 3.0 là phần mềm offline, nó chỉ chạy được trên mạng LAN. Phần mềm này thì hỗ trợ người dùng là từ đến 2.000 người dùng. Phần mềm BioTime 8 thì hỗ trợ nhiều hơn rất là nhiều, đến 20.000 người dùng. Mọi người có thể thấy là hầu hết các cái tính năng của ZKTHAMnet thì BioTime 8 đều hỗ trợ. Tuy nhiên, rất nhiều tính năng của phần mềm online BioTime 8 thì phần mềm ZKTHAMnet 3.0 đều không thể hỗ trợ được. Ví dụ như là việc kết nối hardware thì phần mềm ZKTHAMnet phải kết nối một cách thủ công, còn phần mềm BioTime 8 thì sẽ kết nối một cách rất là tự động. Cả hai phần mềm thì đều có chế độ là kiểm soát truy cập đơn giản. Phần mềm BioTime 8 thì có hỗ trợ sử dụng app điện thoại có thể check in tại địa điểm. Và còn một số vấn đề nữa như là phần mềm BioTime 8 thì có hỗ trợ tùy biến, mình có thể sử dụng, mình có thể đặt các yêu cầu để nhà máy có thể tùy biến một số các cái yêu cầu của mình để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Phần mềm BioTime 8 thì cũng có hỗ trợ phát hiện nhiệt độ, nghĩa là sử dụng các cái thiết bị mà có module thân nhiệt. Mình xin phép được đi vào chi tiết so sánh hai phần mềm. Ở đây là module nhân sự thì có thể nhìn thấy là phần mềm ZKTHAMnet module nhân sự rất là đơn giản. Tất cả hai phần mềm BioTime 8 và ZKTHAMnet đều hỗ trợ phần module nhân sự khá là giống nhau, đều có hỗ trợ phòng ban, khu vực, vị trí phân công. Các cái nhân viên có thể tự nhập vào nhân viên. Phần mềm BioTime 8 thì tiên tiến hơn vì mình có thể hỗ trợ nhận diện khuôn mặt. Còn phần mềm ZKTHAMnet thì hỗ trợ khuôn mặt nhưng mà chỉ với những cái thiết bị rất là cơ bản. Phần mềm BioTime 8 thì trong module này thì mình có hỗ trợ thêm là có thể hỗ trợ các file tài liệu để mình có thể mô tả thêm về thông tin của nhân viên, hỗ trợ cho cái bạn HR có thể quản lý nhân viên của mình một cách chủ động hơn, và có hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại. Ở module thiết bị thì ở phần mềm ZKTHAMnet thì và phần mềm BioTime 8 đều có giám sát trực tuyến, và phần mềm ZKTHAMnet thì hỗ trợ kết nối độc lập và full SDK, còn phần mềm BioTime 8 thì hỗ trợ kết nối push SDK và có thể kết nối và thông báo SMS cả hai dạng chung riêng, và hỗ trợ check in vị trí trên các thiết bị di động. Về module chấm công của hai bên thì cũng tương đối giống nhau, đều hỗ trợ lịch làm việc linh hoạt và cố định, và hỗ trợ chia ca tự động và chia ca chéo, đều có hỗ trợ những ngày kỳ nghỉ holiday. Phần mềm BioTime 8 thì tốt hơn bởi vì nó có thể một số thông tin thì có thể thay đổi bởi nhân viên, nghĩa là nhân viên có thể tự tự thay đổi một số thông tin của mình, và có hỗ trợ các quy định của công nghi, phòng ban, phòng nhóm, và có chế độ phê duyệt nghỉ phép theo nhiều tầng. Về module kiểm soát truy cập thì cả hai phần mềm này đều hỗ trợ module kiểm soát truy cập một cách rất là đơn giản, và phần mềm BioTime 8 thì có hỗ trợ thêm về truy cập theo một khoảng thời gian và hỗ trợ truy cập theo từng người cụ thể. Phần mềm ZKTHAMnet là phần mềm offline thì nó chỉ hỗ trợ truy cập theo khoảng thời gian mà thôi. Về module hệ thống của cả hai phần mềm thì cũng khá là tương đồng. Tuy nhiên thì phần mềm BioTime 8 thì có hỗ trợ thêm các cái giao thức như là hỗ trợ giao thức LDAP, hỗ trợ API hay là hỗ trợ các cái server FTP.
Sau đây thì mình xin được đi vào sâu và chi tiết vào phần mềm Python 88, hay là phần mềm chấm công dựa trên nền tảng web. Phần mềm này thì cũng có khá nhiều đặc điểm mình có thể sử dụng được trên nền tảng web và đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở module nhân sự của phần mềm Python 88 thì như mình cũng đã nói là phần mềm này thì có thể cài đặt tổ chức cho công ty và có thể đăng ký vân tay, lòng bàn tay, ảnh sinh học, có thể quản lý các nhân viên đang làm việc hoặc là nhân viên thôi việc, có các quy trình quản lý trên phê duyệt ở trên nhiều lớp, và có quản lý tài liệu của từng nhân viên, hay là các mình có thể thêm các cái thuộc tính tùy chỉnh cho nhân viên. Phần mềm này thì có rất nhiều đặc quyền dành cho quản trị viên. Quản trị viên thì có thể được thiết lập để quản lý các cái đặc quyền khác nhau trong phần mềm. Mỗi một quản trị viên thì sẽ được nhận được danh sách tham gia của nhân viên, bao gồm số lần đi làm và số lần vắng mặt của nhân viên mình được quản lý. Một chức năng nữa cũng rất là quan trọng của phần mềm, đó là khả năng phê duyệt nhiều cấp độ. Ở trên ví dụ trên màn ảnh chúng ta có rất là nhiều cấp phê duyệt, từ Assistant Manager cho đến Manager, sau đó là đến Senior Manager và cuối cùng là General Manager. Một cái quyết định xin nghỉ việc hay là xin nghỉ phép thì chẳng hạn, nhưng mà muốn được phê duyệt thì mình có thể sẽ phải set up một cái quá trình qua rất nhiều cấp phê duyệt. Ở đây ví dụ như đây mình có 4 cấp phê duyệt, và bất cứ một người nào trong cái quá trình phê duyệt này mà relax thì cái đơn đó cũng sẽ không được duyệt. Ở đây mình có một cái quy trình cho phép workflow role và workflow builder. Cái chức năng này thì cũng chỉ hỗ trợ trên một số các thiết bị cụ thể, và nó cũng khá là hữu ích khi mà các cái lịch làm việc cũng như là các cái phòng ban, cái mô tả công việc của người làm việc nó rất là linh hoạt. Ví dụ như là khi chấm công thì mình có thể thêm vào một cái workflow là hôm nay là bạn đó là đi làm hay là đi tưới cây chẳng hạn, hay là đi công tác xa chẳng hạn, thì mình có thể nốt vào trong cái lần chấm công đó, và tất cả những cái lưu những cái ghi chú đó thì đều lưu lại trong quá trình chấm công. Hệ thống này của ZKTECO thì cũng có hỗ trợ thêm làm nhân viên tự phục vụ, nghĩa là mình có thể đăng nhập vào phần mềm với hai dạng là admin login và self service login. Khi mình đăng nhập vào bằng quyền admin thì mình có thể sử dụng như là một quản trị viên, và khi mình đăng nhập vào với quyền của nhân viên thì mình có thể xin nghỉ phép, có thể tự chấm công, hay là xin làm được theo giờ OT, hay là tự làm các cái báo cáo theo yêu cầu. Mình có thể tự check được là theo là hôm nay mình đi làm sớm hay là đi làm muộn như thế nào, và có thể có các cái lịch cụ thể mình ở trên phần mềm. Ở module thiết bị của phần mềm Python 88 thì đây là phần mềm sử dụng hệ thống web và có thể liên kết được tất với nhiều site ở trên toàn thế giới. Như là cái mô hình ở trên slide chúng ta có thể thấy là một doanh nghiệp lớn có các cái hệ thống bán lẻ ở Pháp, ở Indonesia, ở Mỹ, ở Australia. Tất cả các thiết bị này thì đều được đưa về một cái server Python 88.0, và có thể được truy cập ở rất nhiều văn phòng ở Pháp, ở Indonesia, ở Mỹ hay là Australia. Tất cả đều chỉ tập trung vào một server mà thôi, mà tất cả mọi người đều có thể truy cập vào server này. Tất cả các phần mềm này, tất cả các thiết bị được kết nối vào phần mềm Python 88 thì đều chạy push SDK, có nghĩa là mình có thể đẩy tự động. Vì thế thì tất cả các cái dữ liệu trong cùng một khu vực sẽ tự động được đồng bộ hóa dữ liệu với nhau và tự động được đồng bộ hóa với máy chủ. Lúc nãy trong phần chat thì cũng có một bạn đã hỏi mình là dữ liệu thì được lưu trữ ở đâu để được đồng bộ với các thiết bị. Thì ở đây mình xin phép được giải thích luôn. Thiết bị của ZKTECO thì có hai loại. Một loại là chỉ sử dụng trong mạng LAN, nghĩa là sử dụng phần mềm ZKTHAMnet 3.0, hay là các thiết bị mà có thể sử dụng với mạng WAN, Wide Area Network. Thì cả hai dạng thiết bị này thì nó đều có chức năng, đó là lưu trữ các cái dữ liệu của chính mình ở trong thiết bị của mình, và nó có một cái lượng lốc nhất định. Ví dụ như là có những thiết bị có thể lưu trữ được 200.000 lốc, có những thiết bị lưu trữ được lớn, nhưng là có thể khả năng lưu trữ đến 1 triệu lốc.
thì tất cả các dữ liệu của thiết bị này sẽ được lưu trữ ở trong phần cứng của thiết bị và được đồng bộ hóa với phần với server. Sau đó là tất cả các thiết bị sẽ được đồng bộ với nhau, nghĩa là dữ liệu thì sẽ được lưu ở cả hai nơi, đó là ở trên phần cứng của thiết bị lẫn trên lẫn lẫn trên server. Điều này thì có thể đảm bảo là khi mà vì một vấn đề gì đó mà kết nối mạng từ thiết bị đến server bị ngắt thì thiết bị hoàn toàn có thể hoạt động được một cách độc lập. Module.com của ZKThaiCo Bio88 cũng rất là linh hoạt, mình có thể set được các lịch trình phòng ban, set được lịch trình theo nhóm, lịch trình của nhân viên, lịch trình tạm thời hay là cho quy tắc cho những cái ngày không theo lịch trình. Các cái lịch này thì đều có thể thay đổi linh hoạt và lịch trình có thể chia ca tự động, có thể lịch trình chia ca chéo hay là đa dạng các thời gian biểu. Hệ thống thì đều được tính toán chấm công theo thời gian thực và mình có thể set up để tự động xuất báo cáo chấm công theo một thời gian quy định nào đó. Việc tính toán và báo cáo chấm công cũng rất là linh hoạt, mình có thể dễ dàng tính toán và tạo ra đến tận 17 loại báo cáo chấm công và có thể xuất ra là rất nhiều định dạng như là CSV hay là PDF, TXT hay là file Excel. Tính năng tích hợp của ZKTGO, tính năng này thì mình có thể tự động xuất báo cáo ra cho các server FTP và server SFTP. Đồng thời mình có thể set ngày chẳng hạn như là cứ đầu tháng thì mình có thể tự xuất ra một cái báo cáo và gửi vào cái một cái server nhất định, hoặc là mình có thể set cái này theo dạng là từng ngày, mình có thể gửi báo cáo theo từng ngày một. Module tiền lương của phần Bio88 cũng rất là linh hoạt, mình có thể cài đặt công thức tính lương, cài đặt công thức tạm ứng tiền lương hay là hoàn tiền, mình có thể set các khoản vay hoặc là tính lương theo tháng, theo tuần, theo ngày, hoặc các cái báo cáo lương thực tế và mình có thể đăng nhập theo 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 user của nhân viên để mình có thể tự tính các cái báo cáo tiền lương của chính mình. Đây là việc quản lý tiền lương, mình có thể có rất là nhiều các cái công thức để tính lương ở đây. Như đã giới thiệu thì phần mềm Bio88 cũng có một cái module kiểm soát truy cập rất là đơn giản. Chủ yếu là mình tùy chọn kiểm soát truy cập trong khoảng thời gian, ngày lễ hay là truy cập theo nhóm. Một module cũng rất là hot trong đợt dịch Covid vừa rồi, đó là module MTD, là module kiểm soát thân nhiệt. Mình có thể kiểm soát trực tuyến được các cái đợt chấm công của nhân viên, là nhân viên này là có đeo khẩu trang hay không, hay là có thân nhiệt bất thường gì hay không, tất cả đều có báo cáo cụ thể. Module hệ thống của phần mềm thì có hỗ trợ là quản lý xác thực hay là sao lưu phục hồi dữ liệu. Mình có thể di chuyển dữ liệu từ các phần mềm cũ như là phần mềm ZKThamNet 3.0 lên phần mềm Bio88, hay là mình có thể update từ các cái phiên bản thấp hơn, data dữ liệu từ các phiên bản thấp hơn lên phiên bản cao hơn. Hệ thống này thì tích hợp LDAP và có thể báo cáo chấm công và tự động xuất các cái giao dịch và có các cái mẫu email tùy chỉnh. Lúc nãy trên phần chat cũng có một số bạn hỏi là phần mềm ZKTCO thì có thể tích hợp với các phần mềm khác được không? Thì câu trả lời này là hoàn toàn có. Và mình có thể tích hợp với các phần mềm ERP và các phần mềm nhân sự khác. Và việc tích hợp này thì sẽ được thực hiện đồng bộ hóa bằng cách sử dụng API hoặc là các bảng giữa các cơ sở dữ liệu. Hiện tại thì phần API này của ZKTCO là có tính phí, và nếu mà các cái doanh nghiệp nào mà có nhu cầu cụ thể thì có thể liên hệ để mình có thể build các cái API. ZKTCO sẽ cung cấp tài liệu cũng như là mở cổng API và mở license của phần mềm để bên thứ ba có thể tích hợp để sử dụng. Việc giao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu của ZKTCO Bio88 cũng rất là linh hoạt. Mình có thể tự động giao lưu dữ liệu theo ngày, theo tháng, hay là mình có thể đặt các cái thời gian cụ thể, hoặc cũng có thể giao lưu bằng tay. Cơ sở dữ liệu của ZKTCO Bio88 thì mình có thể sử dụng phần mềm là không sử dụng các cái data dữ liệu mặc định hay là PostgreSQL, hay là mình có thể dùng các cái phần data như là MS SQL hay là Oracle, tất cả đều được hỗ trợ.
việc cảnh báo qua email tự động cũng đã được tích hợp trên phần mềm của Bio 28. Mình có thể gửi báo cáo theo ngày, theo tuần hay theo tháng, hay là theo các thời gian, theo các mốc thời gian tự động. Phần mềm Bio 28 là phần mềm chạy trên web, vì thế thiết bị cũng đều phải hỗ trợ việc kết nối qua ADMS. ADMS chính là cái cổng kết nối Ethernet, cổng để mình có thể mở port và server address của hệ thống để có thể kết nối vào được hệ thống. Tất cả các thiết bị nào mà có hỗ trợ ADMS thì mới có thể kết nối với phần mềm Bio 28 được. Còn nếu mà thiết bị không hỗ trợ ADMS thì mình sẽ không thể sử dụng được phần mềm Bio 28, mà có thể mình sẽ chỉ sử dụng được các cái phần mềm offline như là Red Catamnet 3.0 mà vừa rồi mình giới thiệu. Việc cài đặt server ADMS cũng rất là dễ dàng. Trong trong thiết bị sẽ có một cái phần đó là Setup Cloud Service Setting. Ở đây mình chỉ việc set cái server address và server port, và mình có thể chọn chính xác được cái địa chỉ này vào phần mềm, thì thiết bị có thể được tự động kết nối với phần mềm. Ở đây là một vài các cái biểu tượng trạng thái ADMS được thể hiện trên thiết bị, mình có thể xem qua để có thể biết check và biết một số lỗi cơ bản của thiết bị. Đây là hình ảnh cụ thể hơn, chẳng hạn như là hình ảnh bên phải đó là một thiết bị đang hoạt động bình thường, hoặc là thiết bị trên bên trái thì mình có thể nhìn thấy cái dấu chéo ở chỗ database, thì nếu mình có thể nhìn lại phía trên có thể tra cái bảng thì đây là dấu hiệu của ADMS đang offline và không kết nối được với phần mềm. Web server của Bio 88 cũng rất là dễ sử dụng mà mình có thể nhìn trực quan đấy. Đây là thông số kỹ thuật của phần mềm. Phần mềm Bio 88 thì chạy dưới dạng web browser, và mình có thể dùng các cái định dạng như là vân tay, khuôn mặt, lòng bàn tay, thẻ hay là mã pin. Hệ thống chạy qua network là Ethernet, Wi-Fi hay GPRS hay 3G. Hệ điều hành hiện tại đang hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành như Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 hay là Windows Server 2008. Hệ thống này thì nếu mà mình sử dụng MS-SQL thì tốt nhất là mình nên sử dụng từ phiên bản 2019 trở lên. Phần mềm Bio 88 thì cũng có một đặc điểm khá là nổi trội, đó là mình có thể sử dụng cái Bio 88 application, mình có thể sử dụng hệ thống chấm công trên điện thoại của phần mềm. Đây là màn hình chính của giao diện app trên app Bio 88 trên điện thoại. Ở đây mình có thể nhìn thấy là phần mềm này thì được link với hệ thống Google Maps, cho nên mình có thể chấm công và có thể lưu lại chính xác cái địa điểm một cách tương đối chính xác cái địa điểm mà mình chấm công trong thời gian thực. Ở trong phần mềm chúng ta có thể xem được lịch biểu của mình, cũng như là nếu mà mình login vào với tài khoản admin thì mình có thể xem được lịch biểu của những người khác, của từng nhân sự mà mình quản lý. Trong cái menu trạng trạng thái thì mình có thể xem được trạng thái của chính mình, hoặc là cũng xem được các cái trạng thái duyệt chờ của mình hoặc là của nhân viên dưới quyền. Menu thông báo thì mình cũng có rất nhiều thông báo quan trọng, như là thông báo cho nhân viên thì nhân viên thì có thể được nhận các thông báo cho tất cả các hồ sơ đã được phê duyệt, thu hồi hay là từ chối, và sẽ nhận được thông báo trong trường hợp tham gia ngoại lệ như là đi muộn, về sớm hay là làm thêm. Nếu mà mình login với tư cách là quản trị viên thì sẽ được thông báo với các trường hợp ngoại lệ chấm công của các cấp dưới, hoặc là bất cứ khi nào có yêu cầu của cấp dưới cần được xử lý thì mình sẽ đều được pop lên cái menu thông báo. Trong menu báo cáo của quản trị viên thì mình có hầu hết tất cả các cái báo cáo ở trên phần mềm có thể xuất được thì đều có thể xem được trên điện thoại. Phần mềm Bio 88 thì mình có một server set, có một cái server testing, và sau buổi này nếu mà ai muốn test thì mình có thể truy cập vào cái server này để test. Đây là cái hướng dẫn truy cập vào các cái địa chỉ cụ thể. Tiếp theo mình xin được giới thiệu về một cái giải pháp cũng khá là mới mẻ và cũng có thể đang là sử dụng trong tương lai. Đó là phần mềm đó là cái giải pháp sử dụng Cloud cho Bio 88. Như mọi người đã biết thì phần nếu mà các doanh nghiệp, như một số người có hỏi là
khi mà các thiết bị đều đạt được các size khác nhau và muốn kết nối cùng với một về một server, thì hạn chế hiện tại đó là về đường truyền mạng, cũng như là mình phải đặt một cái server vật lý khá là tốn kém, cũng như là cần phải có người quản lý quản trị. Khi đó thì cái giải pháp sử dụng cloud nó rất là phổ biến hiện tại và nó là một xu thế của tương lai. Đó là tất cả, đó là khi đó thì các cái phần mềm server thì sẽ được cài đặt hoàn toàn trên cloud và không cần, nghĩa là doanh nghiệp của mình không cần phải quan tâm đến việc là sử dụng các cái server vật lý ảo, lo lắng về các vấn đề bảo mật an ninh hacker hay là virus hay là hỏng ổ cứng gì đó. Thì khi mà mình đưa tất cả các phần mềm cài đặt lên lên cloud thì tất cả thiết bị cũng sẽ chọn về cloud này để sử dụng. Nó rất là tiện lợi và nó là một công nghệ sử dụng cho tương lai. Các thiết bị thì đều được hỗ trợ là kết nối với cloud thông qua cổng Ethernet, Wi-Fi hay là 3G. Hệ thống server thì đều được cài đặt trên cloud, cho nên ở đâu mình cũng có thể truy cập được miễn là có mạng Internet. Khi mà xây dựng hệ thống Biotime Cloud thì tất nhiên là ZKTCO cũng phát triển hệ thống chấm công qua điện thoại cũng giống như phần mềm Biotime 8. Tuy nhiên cái điểm đặc điểm nó nổi trội hơn đó là khi mà mình cài đặt server vật lý thì nếu mình muốn muốn chấm công qua điện thoại, tất nhiên là doanh nghiệp đó sẽ phải public cái địa chỉ IP và port của phần mềm ra. Thì các điện thoại ở xa mình có thể connect được. Tuy nhiên khi mà mình đã sử dụng đến cloud thì tất cả các cái này đều đã được nhà cung cấp dịch vụ đám mây cung cấp và mình có thể kết nối điện thoại vào hệ thống này một cách rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng. Không như là nếu mà mình cần phải public port kia ra thì cần một đội ngũ IT có kinh nghiệm, cũng như là mình thường xuyên phải bảo trì bảo hành, cũng như là các cái lỗ hổng an ninh thì mình cũng có nghĩa là đội ngũ IT cũng thường xuyên phải vá lỗi. Hệ thống này thì đều có thể chạy được trên cả hai nền tảng là iOS và Android. Với ưu điểm là hệ thống chấm công qua điện thoại thì mình có thể lấy được chính xác vị trí chấm công, cho nên là người lao động có thể làm việc bất cứ đâu và mình chỉ việc cầm theo điện thoại của chính mình. Khi mà mình cần chấm công thì mình chỉ việc chấm công và chấm chính xác trên cái địa điểm mình đang ở, mình đang đứng ở đó. Mình có thể yêu cầu thêm là người chấm công sẽ phải chụp một ảnh selfie hoặc là mình chụp một bức ảnh ở khu vực đó. Phần mềm cái app của ZKTCO thì hiện tại là đã, có nghĩa là nhiều người khi sử dụng điện thoại thì họ muốn fake, có nghĩa là mình có thể sử dụng các cái ảnh ảo, ảnh trên thư viện. Tuy nhiên thì phần mềm của ZKTCO là cũng như là app của ZKTCO thì kết nối trực tiếp với camera của điện thoại, nên những cái bức ảnh mà sử dụng cho việc check in thì mình phải buộc và mình phải selfie thời gian thực, có nghĩa là nó sẽ lấy hình ảnh trực tiếp từ camera chứ nó sẽ không lấy thực ảnh từ thư viện. Như thế thì tránh cho việc là người lao động mình sẽ sử dụng các cái trick hay là các ăn gian, thì mình có thể sử dụng các cái ảnh cũ. Sử dụng điện thoại thì mình cũng có thể sử dụng để xin nghỉ phép hay là xem các báo cáo chấm công, cái này cũng rất là đơn giản. Tất cả các cái phần Biotime Cloud này thì cũng đều có các cái quản lý chấm công y hệt như là phần mềm Biotime 8, cũng rất là dễ sử dụng. Mình cũng có thể set nhiều lịch trình cho từng nhóm, cho từng bộ phận hay là cho từng người cho từng nhân viên cụ thể. Giải pháp này thì có ưu điểm đó là mình có thể đăng nhập không giới hạn cái số lượng khu vực và số lượng nhân sự trong một khu vực là không bị giới hạn, và mình có thể quản lý nhân sự một cách rất hoàn hảo và có khả năng mở rộng rất là cao khi mà cung cấp cái khả năng mở rộng cao để đảm bảo cái hoạt động chính xác và kết nối với hàng nghìn thiết bị đầu cuối chấm công hệ thống đám mây một cách rất là an toàn và hợp lý. Hệ thống này thì cũng rất dễ dàng cài đặt và bảo trì vì tất cả dữ liệu hay là server thì đều được cài đặt trên nền tảng cloud và đều được chăm sóc một cách rất là kỹ càng và được bảo trì hàng ngày hàng giờ đội ngũ kỹ thuật viên của người cung cấp cloud. Tất nhiên là
mình không cần phải cài đặt hay là quản lý máy chủ cấp phép khi sử dụng cái từ đám mây của Zcategory. Hiện tại thì phần mềm chấm công của Zcategory cũng tích hợp với ứng dụng WhatsApp, mình có thể tích hợp trong ứng dụng di động và WhatsApp sẽ gửi các thông báo về nhật ký điểm danh, nghỉ làm và nghỉ sớm từ phần mềm đám mây tới WhatsApp trong thời gian thực, và nó cũng có thể gửi báo cáo chấm công hàng ngày cho trưởng nhóm thông qua phần mềm WhatsApp. Các báo cáo chấm công thì cũng có thể đều được xuất ra và được xuất dưới rất nhiều định dạng khác nhau, có thể xuất theo thủ công hay là xuất theo thời gian định trước. Mình cũng có thể gửi email hàng hàng loạt cho tất cả nhân viên để có thể thông báo về một cái lịch trình làm việc đột xuất hay là lịch nghỉ tạm thời, ứng dụng nhật ký thủ công hay là nghỉ phép tăng ca theo đợt. Mình có thể gửi rất là nhiều email trong cùng một thời gian chỉ bằng một cú click. Hệ thống thì cũng hỗ trợ là chụp ảnh nhân sự bằng việc là chụp ảnh bằng camera hay là mình có thể up ảnh lên bằng bằng các ảnh qua USB để mình có thể quản lý nhân sự một cách dễ dàng hơn. Tất cả các hệ thống này của Zcategory thì đều hỗ trợ truyền dữ liệu theo thời gian thực, và tất cả các dữ liệu từ thiết bị đầu cuối lên khu vực thì đều có thể được theo dõi trong thời gian thực và có thể được quản lý chấm công nhân sự, thiết bị và bảng lương trong cùng một hệ thống. Hệ thống này thì của Zcategory thì đều được lưu trữ trên hệ thống đám mây AWS và được cung cấp bởi Amazon Web Service. Mình có thể đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của mình được bảo vệ bằng các giao thức bảo mật mạng AWS, và tất cả thông tin liên lạc thì đều được mã hóa. Nó được đảm bảo tính sẵn có tính bảo mật của hệ thống. Có nghĩa là mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống cloud này và không cần phải chi quá nhiều tiền cho một cái đội ngũ IT mà suốt ngày cứ phải bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chủ vật lý của mình. Hiện tại thì Zcategory đang sử dụng cái cloud được thuê bởi bên Amazon Web Service. Vừa rồi là mình đã chia sẻ những cái đặc điểm về phần mềm, một số các đặc điểm cơ bản phần mềm của Zcaco. Hiện bây giờ mình xin phép được đi đến các cái thiết bị tương thích với các cái phần mềm. Hệ thống sản phẩm chấm công của Zcaco thì rất là đa dạng, có thể nhìn thấy là Zcaco có rất nhiều các cái sản phẩm từ cái phân khúc cấp thấp đến phân khúc cấp cao và đáp ứng được nhu cầu của rất là nhiều cái doanh nghiệp cũng như người sử dụng. Mình xin phép được đi từ các cái sản phẩm dòng cấp thấp như là dòng này là chỉ dùng chấm công bằng vân tay, hay có các dòng cấp thấp như là WL10, WL20, WL30, hay là dòng cấp thấp như là dòng lớn 15, 16, 17 hay lấy 40, lấy 50. Các mẫu này thì đều có rất là đa dạng và cũng đã được bán ở thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Mình xin phép được giới thiệu thêm một chút về cái chấm công bằng vân tay. Thì nó là công nghệ nhận dạng vân tay của Zcaligo, là công nghệ nhận dạng BioID. BioID công nghệ hiện tại bây giờ đã được nâng cấp lên thành công nghệ nhận dạng BioID Plus. Thì Zcaligo thì cũng đã phát triển cái thuật toán này trên 20 năm rồi, và ngoài việc phát triển các cái biometric của chính mình, Zcaligo cũng đã phát triển và cũng đã bán cái bằng sáng chế, là cũng bán các cái module cho rất nhiều bên để tích hợp. Vì thế mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái công nghệ nhận diện vân tay của Zcaligo, nó rất là nhanh nhạy và rất là chính xác. Vân tay này thì hiện tại là công nghệ BioID Plus thì cũng đã nhận diện nhanh và có thể đáp ứng được với cái vân tay khô, ướt và thô ráp. Ở đây là mình giới thiệu thêm chi tiết về các cái dòng sản phẩm cấp thấp là dùng vân tay, như là dòng lấy 15, 16, 17 hay là lấy 40, 50. Cái dòng này thì có ưu điểm đó là mình có thể sử dụng rất linh hoạt giao tiếp USB hot và USB client, và mình có thể xuất được các cái báo cáo từ USB. Phần tuấn nhận diện vân tay mới thì nó rất là nhạy và dễ dàng sử dụng. Đặc điểm tất nhiên rồi, đặc điểm của dòng cấp thấp thì luôn luôn có đó là giá thành rẻ, và hiện tại thì dòng sản phẩm này được phù hợp với các cái công ty nhỏ, các cái cửa hàng nhỏ. Hệ thống sử dụng thì phần mềm sử dụng này thì nó chỉ là phần mềm offline mà thôi, và thậm chí là mình không cần sử dụng phần mềm. Mọi người người lao động thì có thể
chấm công trực tiếp trên thiết bị và sau đó là xuất các cái bảng biểu chấm công qua USB và có thể đọc trực tiếp trên trên máy tính mà không cần qua phần mềm. Rất là thích hợp cho những cái doanh nghiệp nhỏ hay là các cửa hàng nhỏ chỉ quản lý dạng khoảng vài chục người, vì cái dung lượng của dòng sản phẩm này rất là thấp, dung lượng này chỉ có 500 người dùng mà thôi, và 500 vân tay. Dòng phân khúc cao hơn một chút nữa đó là dòng WL10, 20 và 30. Dòng này cũng dùng vân tay, nhưng mà dòng này thì cũng cao hơn, cấp hơn một chút là mình có dung lượng người dùng 500 và vân tay có thể lên đến 1.000. Dòng này thì cũng có thể sử dụng được 3058. Tuy nhiên thì giao thức chủ yếu của nó vẫn là dùng USB host, có nghĩa là mình chủ yếu vẫn dùng cho các cái doanh nghiệp nhỏ hay là cửa hàng nhỏ, chủ yếu là dùng chấm công lấy dữ liệu chấm công trực tiếp từ USB. Có các cái dòng cao hơn một chút là dòng vân tay cộng thẻ như là dòng X628C. Dòng này thì cũng rất là bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam, hay dòng các dòng IN01, IN01A, IN05, hay dòng U, dòng A Club. Đặc biệt là có các cái dòng sản phẩm cầm tay như là S922. Phân khúc tầm trung thì có dòng K, dòng K Pro hay là dòng UA. Các sản phẩm này hiện cũng đã bán, cũng đã có thương hiệu rất là lớn ở Việt Nam. Nói đến dòng này thì hầu hết là những cái người mà làm thiết bị chấm công thì đều đã biết. Dòng Capro thì có ưu điểm đó là mình có pin và có thể hỗ trợ thêm việc mở cửa, nghĩa là kiểm soát truy cập một cách cơ bản. Dòng này thì có dung lượng khá là lớn, 3.000 vân tay và 3.000 thẻ, cũng thích hợp cho những cái dòng doanh nghiệp tầm trung. Phần mềm thì có phần dòng Capro này thì có thể sử dụng với cả hai phần mềm offline và online. Dòng UA thì dòng UA thì cũng có vân tay và cũng có vân tay đến tận lên 3.000 và cũng có hai tùy chọn sử dụng được cả phần mềm bao tham, nghĩa là phần mềm offline và online. Những dòng này thì cũng có hỗ trợ ADMS, hỗ trợ USB và cũng có một số dòng sản phẩm là hỗ trợ cả Wi-Fi. Dòng SF thì là dòng sản phẩm giá phân khúc tầm trung, mình có cái dung lượng vân tay là 1.500 và 5.000 thẻ. Dòng này thì có thể hỗ trợ được là cả thẻ IC và ID. Phần mềm sử dụng của mình có thể sử dụng phần mềm ZK Asset 3.5 để sử dụng cho việc truy cập cơ bản. Phân khúc cấp cao thì có dòng X là dòng X628C, đây là một thiết bị gọi là khá là huyền thoại của Zacatico. Có dung lượng là vân tay 3.000, thẻ 10.000 và bản ghi lên đến 100.000. Dòng IN thì mình cũng có khá là nhiều dòng, và dòng này cũng hỗ trợ vân tay 3.000 và thẻ đến 10.000. Hay dòng này cũng hỗ trợ cả hai phương thức là offline và online. Ưu điểm của dòng này là mình có thể có một số dòng là mình có thể tích hợp được nguồn PoE và có thể tích hợp được pin, nên mình có thể linh động lắp đặt cũng như là sử dụng. Và một số dòng là mình có thể hỗ trợ là kết nối 3G, 4G tùy chọn. Đấy, phân khúc cao cấp thì chúng ta có dòng U, hay là U300C hay là U260C. Ưu điểm của dòng này thì có lượng vân tay cũng khá là lớn, 3.000, và mình có thể dễ dàng quản lý dữ liệu bằng các cái kết nối mạng. Hay là dòng U300C thì có thể kết nối qua cổng RS232, TPCP/IP và USB host client. Và dòng này thì có tốc độ nhận diện rất là nhanh, dung lượng lớn, có khả năng mở rộng và tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Thiết bị này thì đều có thể sử dụng cả hai phương thức, đó là offline và online. Dòng phân khúc cao cấp chúng ta có thêm sản phẩm như là dòng iClub 680, iClub 700 hay là iClub 880, có thể có cả vân tay và thẻ RFID. Dòng này thì có dung lượng lớn rất nhiều, vân tay có thể lên 8.000 và có thể tùy chọn lên đến 50.000 vân tay, thẻ thì có 10.000
hoặc là có thể lên đến tùy chọn đến 50.000, và bản ghi thì rất là lớn, có thể tùy chọn lên đến 800.000 bản ghi. Dạo này thì tích hợp sử dụng cho các cái nhà máy doanh nghiệp lớn mà mình yêu cầu là sử dụng nhiều nhân viên. À, dòng này thì cũng có tích hợp theo cái giao diện Asset Control dành cho Wigan In, Wigan Out, kết hợp với nối kết mực, mình có thể kết nối với các khóa cửa hay là báo động hoặc các cái chuông. Hay đặc biệt là mình có thêm cái dòng sản phẩm phân khúc cao cấp, mình có dòng S922. Dòng này thì nó được thiết kế giống như là một cái loa vali, mà mình có thể hoàn toàn có thể mang đi di động, có thể dùng trong các cái công trường nơi mà đường điện hay là đường mạng nó rất là khó lắp. Cái này hoàn toàn là mình có thể di động được. Sản phẩm này thì cũng có một cái dung lượng khá là lớn, thì mình có thể có store được tận 50.000 vân tay, 50.000 thẻ và 800.000 bản ghi. Giao tiếp mình có thể dùng rất nhiều loại giao tiếp, mình có thể dùng TPCIP, USB hoặc là Wi-Fi hoặc 3, 4G. Ngoài ra thì Zcatico cũng phát triển một biometric khá là mới mẻ và cũng rất là thuận tiện, đó là dòng sử dụng lòng bàn tay. Cũng có rất nhiều sản phẩm của Zcatico sử dụng được lòng bàn tay, như là dòng G3, dòng UFay hay là các dòng P. Công nghệ nhận diện lòng bàn tay 3.1 thì cũng rất là phổ biến hiện nay. Mình chỉ cần giơ cái bàn tay ra phía trước của màn hình, khoảng cách dưới 60 cm, thì thiết bị có thể tự động nhận diện quét 3 lớp. Đầu tiên mình có thể nhận diện lòng bàn tay này, nhận diện là dạng dấu lòng bàn tay, nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay. Ba này sẽ kết hợp để nhận diện được cái người chấm công. Về lòng bàn tay thì Zcatico có cái dòng như dòng P160 hay là dòng P200, P260 hay là một PFay 202. Các dòng này thì đều có lòng bàn tay được 600, nghĩa là cũng khá là ít, nhưng mà cũng có một số dòng là tích hợp thêm cả khuôn mặt. Các dòng này thì đều sử dụng được cả hai phần mềm ZK.NET 3.0 và 3.58, nghĩa là mình có thể dùng cả online lẫn offline. Dòng cao cấp hơn sử dụng lòng bàn tay là dòng UFay. Dòng này thường dùng để bàn, có khuôn mặt có thể store đến 3.000, vân tay đến 4.000, hay là lòng bàn tay có thể đến 3.000. Cái này thì mình có thể dùng cho các cái doanh nghiệp mà họ có muốn đa dạng về 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 các cái về các cái phương thức nhận diện. Các dòng này thì đều có pin dự phòng và tích hợp tùy chọn, cung cấp khoảng mình có thể dùng trong khoảng 4 giờ hoạt động liên tục, và tích hợp đa ngôn ngữ và tốc độ chấm công thì rất là nhanh. Và công nghệ hiện tại bây giờ mới thì chúng ta có thêm các cái sản phẩm nhận diện khuôn mặt AR cận hồng ngoại. Đây có các sản phẩm như dòng KF, cộng MB, dòng VF là các cái phân khúc cầm cao, chúng ta có dòng Symbio hay là dòng UFay. Và các sản phẩm cao nhất thì có các sản phẩm dòng Greenable hay là G3, G3 Pro, G3 Plus hay là dòng G4. Các sản phẩm mà nhận diện khuôn mặt cấp thấp có những dòng như là MB10 hay MB20. Ở đây mình có thể thấy là cái khuôn mặt nhận diện cũng rất rất là ít, chỉ có 200 thôi, vân tay 500. Này thì sử dụng hầu hết là cho những cái cửa hàng nhỏ hay là các doanh nghiệp nhà máy nhỏ có cái lượng user dưới 200. Hay là dòng KF160 hay là KF460, mình có khuôn mặt cộng với thẻ RFID. Dòng này thì có dung lượng khá lớn hơn một chút, khuôn mặt lên đến 1.500, thẻ đến 2.000, thì nó cũng tích hợp để cho các cái nhà máy cỡ trung trung bình. Các dòng này thì đều có tốc độ nhận diện khá nhanh và mình có thể nhận diện khuôn mặt dưới 1 giây. Sản phẩm này thì đều có tích hợp với các cái truy cập cơ bản, có thể sử dụng để kiểm soát cả khóa, cảm biến, cửa báo động và nút exit và chuông cửa. Các dòng cao cấp hơn một chút nữa, mình có cái dòng MB này cũng khá là phổ biến trên thị trường Việt Nam, như là MB160, MB360 hay là MB460. Sản phẩm này thì có dự lượng khuôn mặt cũng vừa vừa là 1.500, vân tay 2.000, thẻ 2.000, bản ghi 100.000. Sản phẩm này thì có thiết kế nhỏ gọn và vuông vắn,
thích hợp để lắp đặt để kể cả để bàn hay là lắp đặt trên tường. À, là các sản phẩm này thì cao cấp hơn một chút, nó là các sản phẩm tầm trung, dòng VF 380, VF 680 là VF 780. Này thì có dung lượng khuôn mặt cao hơn, nó là lên đến 3000, tuy nhiên lại không có vân tay mà mình chỉ có thẻ và khuôn mặt mà thôi. Xong sản phẩm này thì mình có thể nhìn thấy rõ ràng cái ưu điểm của nó là thiết kế nó rất là nhỏ và gọn. À, có thể tùy chọn được các module thẻ IC hay là ID, và mình có thể hỗ trợ là cái giao diện kiểm soát truy cập đơn giản. Hay là phân khúc cao cấp hơn một chút thì mình có dòng sản phẩm Simbeo. À, dòng sản phẩm này thì có cái dung lượng cao hơn một chút, nó khuôn mặt 2000, vân tay 3000 và thẻ nhớ 3000, có thể tùy chọn nâng cấp lên. Dòng sản phẩm này thì có giao tiếp wifi tùy chọn. À, dòng phần này thì được cái trang bị cái đầu đọc vân tay BioID Plus, hoạt động tốt dưới cái môi trường ánh sáng mạnh và độ chính xác rất là cao, khi mà mình có thể sử dụng xác minh các cái vân tay khô ráp, xước và làm hơi ướt một chút. Trong sản phẩm này cũng có tích hợp pin đến 2000 mAh, thì có thể sử dụng khá là tốt trong trường hợp mà những cái nơi mà không có điện lưới ổn định. Dòng UFay cũng là một dòng bán khá chạy ở thị trường Việt Nam. À, dòng này thì có kết hợp hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, vân tay, lòng bàn tay, thẻ RFID, tất cả mình có thể dùng, có dung lượng lên 3000 khuôn mặt, 4000 vân tay, lòng 3000 bàn tay và 3000 lòng bàn tay, và thẻ ID 10000, có thể tùy chọn nâng cao. Dòng này thì có ưu điểm là có pin dự phòng tích hợp đến tận 4 tiếng và tích hợp rất là nhiều ngôn ngữ. Tốc độ thì nhận diện rất là nhanh và mình có thể có rất nhiều lựa chọn để phân tích nhận diện. À, một dòng sản phẩm cũng khá mới đó là dòng SFay 900. Dòng này cũng có thể nhận diện được khuôn mặt, vân tay, lòng tay và thẻ RFID. À, dòng này thì có ưu điểm là mình có thể hỗ trợ lắp đặt ở môi trường bên ngoài. À, và nó hỗ trợ khi mà bị ngược sáng rất là tốt, nghĩa là tối đa đến 12.000 lux. Các sản phẩm cũng rất là phổ biến của Zacateco, đó dòng green label của Zacateco tiêu biểu như là sản phẩm G2, G3, G3 Plus, G3 Pro. Dòng G2 hiện tại Zacateco cũng đã ngừng sản xuất, hiện tại là chúng ta còn dòng G3, G3 Plus và G3 Pro. Các dòng này thì có dung lượng rất là lớn, vân tay lên đến 5000, hay đặc biệt là dòng G3 Pro thì có thể hỗ trợ vân tay đến 20000 và khuôn mặt từ 3000 cho đến 12000. Lòng bàn tay thì dòng G3 Pro thậm chí còn hỗ trợ đến 6.000 lòng bàn tay, 22.000 thẻ. Các sản phẩm này thì có cấu hình phần cứng khá là mạnh mẽ và có thể đáp ứng được sử dụng cho các cái công ty hay là các cái nhà máy lớn mà yêu cầu là sử dụng rất là nhiều user. Đặc biệt là dòng G3 Plus này thì mình có thể sử dụng được ngôi trường bán ngoài trời, nghĩa là chống lói, chống chói, chống chống lóa. Nếu mà mình lắp đặt trong hộp bảo vệ thì sản phẩm này sử dụng bên ngoài trời rất là hoàn hảo. À, đặc điểm nó là có chống chói lên đến 60.000 lắp, nghĩa là nhận diện ngược sáng rất là tốt. Ngoài cái công nghệ nhận dạng cận sinh học, cận hồng ngoại, thì Zacateco cũng có công nghệ nhận diện khuôn mặt Visible Light. Công nghệ này thì nó đã đưa cái nhận diện khuôn mặt lên một tầm cao mới, nó có thể chống giả mạo rất là tốt, có thể chống giả mạo bằng video, chống giả mạo bằng hình ảnh 2D hay là xác minh đa sinh trắc học. Tốc độ nhận diện thì rất là nhanh, dưới 0,6 giây, và thời gian xử lý rất là cao. Mình có thể chủ động nhận diện được khuôn mặt và mở cửa, không cần phải đứng trước camera, thì mình đi lướt qua là có thể mở được cửa rồi, và tự động nhận diện được mọi người. Cái góc nhận diện rất là rộng, có thể cộng trừ 30 độ và có thể trang điểm nhẹ hay là đeo kính và không đeo kính râm, nghĩa là mình có thể đeo kính trắng. Các thiết bị hỗ trợ nhận diện Visible của Zacateco như là dòng FA 10 hay là MB10 VL, MB20 VL, hay là các dòng sản phẩm như là FA 10, Horus TL2. Các sản phẩm này thì đều là dòng sản phẩm phân khúc tầm thấp,
có dung lượng khá là thấp, có khuôn mặt đẹp chẳng hạn như là dòng LP10 thì chỉ tầm 100 thôi, hay là cao như là dòng TL2 thì cũng chỉ hỗ trợ đến 800 khuôn mặt, và sử dụng cho các cái hệ thống nhà máy hay là các cửa hàng nhỏ mà có người dùng ít. Các sản phẩm khá là nổi tiếng của ZKTECO như là dòng MB40VL hay là MB560VL. Dòng sản phẩm này thì cũng có công nghệ nhận diện khuôn mặt VisiBlind và có dung lượng khá là lớn, như là khuôn mặt là 3.000, vân tay 3.000, thẻ 10.000, nên có thể dùng được ở rất nhiều nơi và giá cả rất là cạnh tranh. Dòng sản phẩm này dùng sử dụng cái công nghệ nhận diện VisiBlind, cho nên mình có cái thuật toán chống giả mạo rất là tốt, có thể chống giả mạo trên ảnh đen trắng hay là ảnh 2D. Hay các sản phẩm mới của ZKTECO về chống công như là dòng Horus M1 battery là mình có thể add thêm pin, hay là dòng Horus M1 RFID, Horus M1 fingerprint. Các dòng này thì có thiết kế rất đẹp mắt, nó nhỏ gọn xinh, nhìn chỉ giống như một chiếc điện thoại mà thôi. Màn hình cảm ứng và có cái dung lượng khá là cao, khuôn mặt đến 6.000 mà có thể tùy chọn lên đến 10.000. Sản phẩm này thì có tích hợp được cả Wi-Fi hay là 3G hay là Bluetooth. Đây mình có thể nhìn thấy dòng sản phẩm Horus ấy, nó rất là mỏng, nhỏ. Đúng chính xác là chỉ tương đương, nó chỉ to hơn một chiếc điện thoại thông minh bình thường một chút mà thôi. Hay là các cái sản phẩm mà có phần cứng khủng như là dòng đây là dòng G4L. Dòng phẩm này thì có phần cứng rất là mạnh mẽ, có công nghệ cũng rất là cao, và mình có thể lắp đặt ở những cái nơi mà có yêu cầu xử lý tốc độ nhanh và nhiều người sử dụng. Hay là dòng G4 Pro thì mình có cái dung lượng rất là khủng, lên khuôn mặt 30.000 mà có thể tùy chọn lên đến 50.000 khuôn mặt. Hay là bàn tay thì có thể tùy chọn lên đến 6.000, thẻ thì có thể tự chọn lên đến 50.000. Thiết bị này thì có phần cứng rất là mạnh mẽ, nên mình có thể có lõi có CPU 8 lõi và 64 bit, hay là bộ nhớ lên đến 2GB. Và cuối cùng thì mình xin phép được đi vào một số các dự án điển hình ZKTECO đã hỗ trợ các cái nhà phân phối và làm việc tại Việt Nam. Ví dụ như đây là có case study ở tòa nhà văn phòng Symphony ở Việt Nam, Hà Nội. Tòa nhà này thì được của Vingroup được đặt lắp đặt ở khu Vinhome Riverside Long Biên. Các thiết bị này, hệ thống này thì hầu hết là được sử dụng của ZKTECO, như là cổng phân làn là TS2000 15 chiếc, là các thiết bị đầu cuối như là dòng sản phẩm Speedway V5L TI và phần mềm sử dụng là phần mềm ZK Biosecurity. Ở hệ thống này thì Vingroup họ có một hệ thống chấm công riêng của họ, và ZKTECO thì cung cấp cho họ phần cứng, các cái cổng an ninh phân làn cũng như phần mềm ZK Biosecurity cộng với lại API để họ có thể truy cập và lấy các dữ liệu chấm công của ZKTECO về và xử lý trên phần mềm họ là phần mềm SAP của họ. Hay là dự án quản lý chấm công cho nhà máy than Uông Bí. Mọi người cũng biết là trong các cái hầm than ấy, thì cái nhà máy than này thì các hầm than nó rất là xa nhau. Hệ thống này sử dụng 48 thiết bị G3 Pro và 15 thiết bị Speedway V5L TI được lắp đặt ở rất nhiều địa điểm trên khai thác than của công ty than Uông Bí. Và cũng như mọi người đã biết thì công nhân ở trong khai thác than ấy thì nghĩa là cái môi trường khá là bẩn, cái vân tay hay là khuôn mặt của họ thì khá là khó nhận diện. Tuy nhiên các sản phẩm của ZKTECO thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu đó, và hiện tại thì phần hệ thống này cũng đã hoạt động được khá là lâu rồi, cũng phải được hơn 2 năm nay, và mọi người và mình cũng đang hỗ trợ hệ thống này một cách rất là mượt mà và không có những cái lỗi lớn. Hiện đại hơn một chút thì chúng ta có cái hệ thống chấm công ở chuỗi trung tâm Anh ngữ Ocean Edu. Hệ thống này Ocean Edu thì họ chấm công cho tất cả các nhân viên của họ ở trên toàn quốc,
Và hệ thống thì hiện tại đang chạy với 130 thiết bị mini AC Plus, hoàn toàn sử dụng là chấm công bằng khuôn mặt. Hệ thống này thì ZKTO đã cung cấp cho Ocean Edu phần mềm ZK Bio Security để chấm công, cũng như là cung cấp cái API và hỗ trợ họ chấm công trên hệ thống EPR. Hay một dự án nữa cũng khá nổi bật của ZKTECO, đó là dự án chấm công kiểm soát cửa ra vào tích hợp quản lý 118 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Dự án này sử dụng thiết bị khá là mới của ZKTECO, đó là dòng Speedway M2, hiện tại đã đang sử dụng là 118 chiếc. Tất cả các hệ thống Vincom của Vingroup trên toàn Việt Nam đều sử dụng hệ thống này của ZKTECO để chấm công. Và phần mềm quản lý hiện tại đang là phần mềm ZK Bio Security cùng với API, để phần mềm này làm cũng đã được customize một chút để phù hợp với yêu cầu của phía Vingroup. Đây là các hình ảnh lắp đặt thực tế. Hay đây là các cái dự án của ở nước ngoài, chúng ta có thể xem các dự án ở Hồng Kông, các thiết bị. Hệ dự án này thì rất là lớn, mình có thể chấm công đa điểm bằng thiết bị Horus E1 Fingerprint. Hệ thống này thì chạy cho đến tận 1.000 thiết bị, có thể nhìn thấy này, thiết bị là 900 thiết bị Horus EP1 và 100 thiết bị G3, nghĩa là phần mềm đang chạy hoàn toàn tất cả các địa điểm ở trên ở Hồng Kông và có đến hơn 1.000 thiết bị. Ở Việt Nam thì cũng có dự án kiểm soát lối ra vào kết hợp chấm công của công ty Vinasola. Hệ thống này thì sử dụng các cái thiết bị cũng khá là cũ, như là dòng UFEI 620 hay là iClub 300 và các cái cổng vân làn như TS 2033 hay là TS 2100. Vâng, mình cũng xin phép được kết thúc cái buổi training hôm nay. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần tiếp theo, đó là mình có thể đặt câu hỏi hay là tham gia mini game. Xin phép được mọi người, nếu mà có ai có các câu hỏi gì hay là có cái thắc mắc gì, mọi người có thể gõ lên khung chat để mình có thể trả lời ạ. Dạ, sau khi mình trình bày buổi tài liệu xong thì có lẽ là kênh chat cũng có quá nhiều câu hỏi, mình xin phép được trả lời từ từ nhé. Bên VNS thì lúc nãy mình dừng lại một chút. Anh muốn hỗ trợ về Food SDK thì cái này em cũng xin chia sẻ luôn là Food SDK thì bên em chỉ hỗ trợ cho những bên nào mà đã mua cái Food SDK của ZKTECO thôi. Và khi mà mình đã mua cái Food SDK này thì mình có thể liên hệ với bạn sale để bạn sale để sắp xếp các cái kỹ thuật tương ứng, mình có thể hỗ trợ riêng cho mình. Dạ, anh Roy, anh Minh ơi, tất cả các câu hỏi trên khung chat thì đã có cái một phần kỹ thuật hỗ trợ anh trả lời rồi, anh mình trả lời những câu hỏi mới anh nha. Câu hỏi mới của anh Tâu. Vâng, thì mình xin phép được trả lời từ câu hỏi của bạn Tân nhé. Bạn hỏi là máy chấm công kiểm soát cửa thì ZKTECO phát triển đầu đọc vân tay công nghệ mới nhất là loại nào? iClock 700 F18 đã sử dụng công nghệ mới nhất chưa? Ngày nay thì hiện tại công nghệ mới nhất của ZKTECO khi sử dụng vân tay đó là BioID Plus, và mình có thể check được cái thuật toán vân tay mới nhất của ZKTECO hiện tại là là sử dụng vân tay 13, nghĩa là cái thuật toán chấm 13. Hiện tại là cái dòng iClock 700 hay là F18 là mới chỉ dùng cái công nghệ vân tay chấm 10 mà thôi, là mình cũng chưa sử dụng đến công nghệ mới nhất đâu. Mà các công nghệ mới nhất thì có lẽ là sẽ được update vào các sản phẩm mới trong ra mắt vào năm sau. Bạn hỏi là ZKTECO phát triển kết nối Wi-Fi, hiện mình sử dụng Wi-Fi nhưng khi không reconnect Wi-Fi này thì mình phải có cả module trên thiết bị nữa. Có nghĩa là thiết bị thì có thể hỗ trợ Wi-Fi, tuy nhiên là khi đặt hàng thì mình sẽ phải order là mình nốt là thiết bị là có module Wi-Fi thì mới có thể sử dụng được.
có thể là mình sử dụng nhưng mà cái thiết bị của mình hiện tại nó đang không có module nên mình không thể sử dụng được. Dạ chuẩn IP 65, 67, 68, môi trường văn phòng, môi trường nhà máy, môi trường lạnh. Cái này thì mình cũng chưa hiểu là câu hỏi là gì ạ. Hiện tại mình sử dụng dòng Speedway V5L thường xuyên lỗi màn hình và camera. À, Finger Speed Sensor. Dạ vâng, cái này thì anh có thể liên hệ với bộ phận bảo hành bên em được ạ. Chứ em cũng không hiểu là mình hỏi câu hỏi này là gì ạ. Công nghệ Visible Light Speedway V5L nếu chỉnh mức độ nhận diện lên 95% thì không nhận diện được khuôn mặt. À, nếu chọn mức 75 80% sẽ bị nhận diện nhầm khuôn mặt, lỗi nghiêm trọng. Dạ vâng, chính xác. Khi mà mình tăng cái mức độ nhận diện lên 95% thì cái khả năng nhận diện nó thực sự nó rất là khó. Vì cái ảnh đưa vào nó phải khớp đến 95% so với cái ảnh gốc, có nghĩa là cái template gốc thì nó mới nhận được, cho nên cái thường là mình sẽ khuyến nghị là để cái mức độ nhận diện là dưới 90%. Thì nếu mà tăng lên đến hơn 90% thì nhận diện nó sẽ rất là khó. Còn cái mà bạn nói đó là để mức nhận diện 75 đến 80% sẽ bị nhận diện nhầm khuôn mặt, thì cái này cũng có thể là do khi mình lấy cái mẫu là cái mẫu của mình đưa vào nó bị chất lượng quá thấp. Mình có thể thử bằng cách là tăng cái thông thông số khi mình đăng ký khuôn mặt lên, để có nghĩa là cải thiện cái tốc độ, cải thiện cái độ chính xác của nhận diện. Cái này thì chắc là mình sẽ liên hệ trực tiếp với các kỹ thuật bên em để em hướng dẫn cụ thể hơn ạ. Tiếp tục là câu hỏi là nhờ ZKT có tư vấn dòng dòng vân tay, tư vấn nhu cầu chọn model máy tương ứng, máy chấm công nhà máy, chấm công kiểm soát cửa khối văn phòng. Dạ cái này thì có lẽ là chắc là nếu mà mình có cái dự án nào cụ thể thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn sale hay là bạn pre-sale bên em để mình có thể tư vấn thêm. Còn ở trong cái buổi training hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ không đủ thời gian để trả lời hết câu hỏi này được đâu ạ. Đấy, bạn Trần Minh Tiến có hỏi là các sản phẩm của ZK rất là tuyệt vời theo bài thuyết trình, thì anh có thể nêu ra vài điểm yếu của sản phẩm chấm công của mình được không ạ? À, thật ra nếu mà bảo điểm yếu thì bây giờ hiện tại là em cũng không biết phải nói như thế nào, vì bây giờ mình marketing thì lại nêu ra điểm yếu của sản phẩm chấm công thì nó cũng hơi khó ạ. À, điểm yếu của ZKTECO thì có lẽ nó theo như cá nhân em thì có thể là nó là do thương hiệu của Trung Quốc, cho nên một số các cái nhà máy hay là các cái văn phòng của chính phủ thì ZKTECO sẽ không thể nào mà vào được vì có cái luật là non-China, hay là các sản phẩm của ZKTECO thì nó quá đa dạng, cho nên có một số dòng là khi mà sử dụng thì nó sẽ không được đồng bộ được dữ liệu với một số các cái dòng cũ. Đấy là nó là một số các cái điểm yếu của ZKTECO. Tại bạn Tần có hỏi thêm là Biotime Cloud sẽ lưu dữ liệu Cloud ZKTECO AWS còn lựa chọn Cloud khác. Đã hiện tại thì mình đang chỉ có tùy chọn là lưu Cloud trên AWS thôi, Amazon mà thôi. Còn nếu mà mình muốn tự build một cloud khác, chẳng hạn như là mình muốn tự build một cloud của Việt Nam chẳng hạn, đặt ở Việt Nam, thì cái này mình sẽ phải tính phí riêng. Đã về case study thì có lẽ là lúc nãy em cũng đã trình bày đầy đủ rồi ạ. À, đây mình nói là khoảng 20-30 công ty từ Bắc Nam. À, nghĩa là mình hỏi là về cloud ạ. Cloud hiện tại là chưa có đâu ạ. Còn nếu mà dùng server bình thường thì lúc nãy case study của em cũng đã có khá là nhiều rồi. Bạn Quách Duy Quách Đỗ có hỏi là dự án 118 máy lắp cho Vincom bên mình triển khai trong khoảng thời gian nào? À, mình cũng vừa mới triển khai cách đây khoảng tầm 2 đến 3 tháng thôi ạ. Chúc bạn cho mình hỏi ưu điểm vượt trội hơn của ZKTECO Cloud. Cloud thì điểm nổi bật của nó chỉ là dễ sử dụng thôi, dễ sử dụng và dễ cài đặt thôi. Nghĩa là tất cả các cái thiết bị của mình thì mình không cần phải quản lý các server vật lý nữa, mà mình chỉ cần truy cập duy nhất vào cloud để sử dụng, và nó rất là tiện lợi khi mà mình có cái môi trường phủ internet khá là rộng lớn như ở Việt Nam hiện tại.
Bạn Tần Thomas có hỏi một câu là ZKTCO có giải pháp nào khi khách bạn lai đến văn phòng, họ nhấn một mã nào trên Access Control để gặp lễ tân và lễ tân có thể chuyển đến nhân viên mà khách bạn lai cần gặp không? Dạ. Cái này thì ZKTCO có, nhưng mà hiện tại trong cái buổi training hôm nay thì chúng ta đang đi vào cái giải pháp cho sản phẩm chấm công, cho nên cái câu hỏi này chắc em cũng sẽ trả lời luôn. ZKTCO hiện tại cũng đã có các cái thiết bị chấm công kiểm tra cửa mà tích hợp với hệ thống video phone intercom, nên mình có thể có cái nút gọi, mình có thể bấm vào nút đó và gọi lên các cái số phòng hoặc là số mã tương ứng, thì có gọi được cho các cái thiết bị indoor hay là các cái điện thoại của lễ tân bình thường, mình có thể liên hệ được những người mà mình cần gặp. Sản phẩm này thì em sẽ giới thiệu kỹ hơn trong các cái buổi mà training về sản phẩm kiểm soát cửa hay là các cái giải pháp về cho tòa nhà. Bạn Lê Trường Giang hỏi là nếu điện thoại được cài đặt ZKTCO Cloud thì đã có bị ảnh hưởng dữ liệu cá nhân trên điện thoại hay không? Dạ, câu hỏi này thì em cũng xin được trả lời luôn ạ. Hệ thống cloud thì tất cả các điện thoại cũng đều có, hệ thống iOS hay là Android thì nó đều có cái phân quyền truy cập, và hoàn toàn có thể thiết lập là mình cho phép cái application đấy nó truy cập vào những cái gì, và nó truy cập vào camera hay là truy cập vào danh bạ gì đấy, là mình có thể đều có thể cấp quyền được. Cho nên cái này bảo ảnh hưởng hay không thì là thật ra là nó cũng do người dùng nữa. Nếu mà mình có thể mình muốn cho cái phần mềm này mà truy cập được vào cái gì thì mình chỉ cần xét quyền thôi. Cài phần mềm ADMS, cài phần ADMS có thể liên hệ để tải free hay có tính phí riêng? Mình muốn phát triển phần mềm chấm công qua mạng. Là bạn TN, này em cũng chưa hiểu bạn này tên là gì, TNH Talk. Phần ADMS này thì nó chỉ là một cái chức năng ở trên thiết bị thôi ạ. Và phần ADMS này thì hoàn toàn có thể tải free. Nhưng mà mình muốn phát triển phần mềm chống công công mạng thì hầu như là mình sẽ phải sử dụng các cái SDK của ZKTCO. Và cái này thì có một số phần là nó sẽ tính phí. Và phần mềm chống công công mạng thì là mình nói chung chắc chắn sẽ phải tính phí vì nó là push SDK. Này có lẽ mình sẽ liên hệ trực tiếp với bên sale bên em thì sẽ tư vấn cụ thể chính xác hơn về phần này nhé. Dạ, bạn Sang hỏi là có con cho trực tiếp được các máy đồng loạt để mở đóng mở cửa không ạ? Ví dụ như có tín hiệu báo cháy tất cả các cửa mở đồng loạt, dạ cái này hoàn toàn có thể thực hiện được ạ. Bạn Trương Phước có hỏi một câu nữa là tuổi thọ trung bình của máy chấm công ZKTCO. Câu này thì có lẽ là em cũng khá là khó trả lời vì ZKTCO nó có rất là nhiều dòng sản phẩm, hiện tại là nếu mà để thống kê được cái tuổi thọ trung bình của tất cả các dòng sản phẩm cũng rất là khó. Tuy nhiên theo em được biết ấy, thì có một số sản phẩm của ZKTCO hiện tại đang sử dụng trên thị trường Việt Nam đã được bán ở thị trường Việt Nam từ cái đợt đầu khi mà ZKTCO phân phối sản phẩm vào Việt Nam mình cách đây khoảng tầm 8 đến 10 năm ấy. Hiện tại cũng có một số thiết bị vẫn đang sử dụng tốt. Và tất nhiên là sản phẩm điện tử thì mình cũng không nói trước điều gì, tuy nhiên là mình có một số sản phẩm em đã thực sự đã chứng kiến là có một số đại lý đã sử dụng thiết bị đến 8 đến 10 năm. Giải pháp máy chấm công ZKTCO hỗ trợ xác thực chấm công nhiều lớp, ví dụ như xác thực vân tay kết hợp khuôn mặt đúng thì mới xác nhận chấm công thành công, cái này hoàn toàn hỗ trợ ạ. Cái này mà mình có thể xác tinh thực tế ngay trên thiết bị được. Ba là sự tương tích kết nối giữa phần cứng máy chấm công ZKTCO với phần mềm máy chấm công hãng khác. Gặp trường hợp khách hàng có nhu cầu đổi máy chấm công giữa phần mềm chấm công ZKTCO với phần cứng hãng khác. Gặp trường hợp khách hàng có máy chấm công nhưng muốn sử dụng phần mềm chấm công miễn phí ZKTCO. Cái này thì có hai ý. Cái ý thứ hai là giữa phần mềm chấm công ZKTCO và phần cứng hãng khác thì cái này chắc chắn là không thể nào sử dụng được. Còn tương tích kết nối giữa phần cứng ZKTCO và phần mềm chấm công hãng khác thì cái này có thể sử dụng được với điều kiện là mình mua SDK để tích hợp hoặc là sử dụng các cái API từ phần mềm của ZKTCO sang. Còn cái phần thứ hai hỏi là phần mềm chấm công ZKTCO thì nó sẽ không thể nào kết nối được với những cái máy chấm công của hãng khác. Bạn Lê Hữu Đức có hỏi là sản phẩm ZKTCO có bảo mật an toàn cho người dùng hay không? Đã vâng, câu hỏi này thì thật ra là em cũng chưa biết là sẽ phải trả lời như thế nào. Tất nhiên là
mọi người sử dụng bây giờ thì cũng có một số người có định kiến về sản phẩm Trung Quốc là hay có spyware, là khi mà mình sử dụng thì nó cũng sẽ để lộ thông tin hay là các cái bảo mật gì về phía Trung Quốc. Tuy nhiên thì theo như em là nhân viên của Zacaco thì em biết là Zacaco là một công ty tư nhân, hoàn toàn không có liên quan gì đến chính phủ hay là có hỗ trợ gì của chính phủ cả. Vì thế là hiện tại theo như em được biết thì hiện tại là Zacaco không lấy một bất cứ thông tin người dùng gì hay là cài các cái spyware gì về 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 server Trung Quốc cả. Thì thứ nó không mang lại một cái gì cho Zacaco cả. Bạn Đeo có hỏi là Zcategory Cloud đã cho phép đăng ký triển khai chưa và chi phí dự kiến là bao nhiêu? Đã cái này hiện tại là sẽ mình có kế hoạch triển khai trong đầu năm sau đấy ạ. Hiện tại là cũng chưa triển khai ạ. Và chi phí dự kiến thì chắc là sẽ được thông báo cho khi mà em có nghĩa là mở cho phép đăng ký ạ. Bạn Sang có hỏi là nếu thiết bị kiểm soát ra vào xài cùng lớp mạng với user thì ngoài mã pin bảo vệ ra có cách nào bảo vệ thêm không? Đã hiện tại thì bên em chỉ có duy nhất là mã pin hoặc là các cái bảo mật như là vân tay hay là khuôn mặt thôi ạ, chứ còn không có thêm ạ. Bạn Huy Vũ có hỏi thêm là bên mình đang dùng máy 16 máy chứng công MB40VL, mục đích chỉ để đồng bộ vân tay, khuôn mặt, code và thẻ thôi, chứ tính công thì mình có phần mềm khác. Vậy cho mình hỏi bên mình mua gói phần mềm nào phù hợp và mua license như thế nào? Nghĩa là mình sử dụng 16 máy chấm công MB40VL. Dạ, phần mềm này thì mình có thể sử dụng phần mềm miễn phí là ZK Bio Asset bên em, thì mình có thể sử dụng được tối đa là 25 thiết bị kiểm soát. Đây mình có 16 máy chấm công, mình có thể đổi sang thiết bị kiểm soát là 16 thiết bị kiểm soát và mình có thể add vào phần mềm một cách free. Và license thì bọn em cũng chỉ cần xin phía bên em, bọn em sẽ cấp cho mình một cái license free để sử dụng được 25 thiết bị. Bạn Thịnh NX có nhắn tin là mình cần list cái API và tính năng của nó. Dạ vâng, cái này thì bọn em sẽ gửi cho anh tài liệu để tham khảo sau ạ. VNS có hỏi là mình cần mua license và support push AK Ethernet và security, vui lòng contact để báo giá. Dạ vâng, cái này em sẽ Quyên ơi, em xin lại contact của anh VNS thì mình sẽ báo giá cho anh sau nhé. Dạ. Anh vui lòng nhắn tin cho bạn Quyên giúp em để em có thể có contact và sẽ liên hệ với anh sau. Dạ, bạn Tuấn Nguyên có hỏi là điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại thiết bị chấm công và kiểm soát truy cập là gì? Vì hai thiết bị này đều có thể xác thực vân tay hoặc thẻ từ, ví dụ như sản phẩm F702S hay là K14. Dạ, vâng, câu hỏi này của anh cũng rất là hay ạ. Bên em là tất cả thiết bị thì gần như là mỗi một thiết bị nó có một cái firmware khác nhau và có firmware là chấm công và firmware kiểm soát truy cập khác nhau. Nếu mà mình sử dụng thiết bị như là chấm công ấy, thì cái kiểm soát truy cập của mình có thể có một số thiết bị là nó sẽ không có module kiểm soát truy cập, có nghĩa là anh chỉ có thể xác minh thôi và cái thiết bị này thì nó sẽ không thể hỗ trợ mở khóa. Và có một số thiết bị chấm công thì nó có sẽ hỗ trợ là cái kiểm soát truy cập một cách đơn giản, có nghĩa là mình có thể xác nhận và nếu mà chính xác đúng là người của đúng là người truy cập đó có quyền thì nó sẽ mở cửa mà thôi, nhưng mà mình sẽ không thể dùng được các cái tính năng gọi là cao cấp hơn của phần kiểm soát truy cập, ví dụ là các tính năng như là anti passback hay là các tính năng như là group verification chẳng hạn, những cái tính năng cao cấp hơn là mình sẽ không thể nào mà sử dụng được. Và thiết bị kiểm soát truy cập thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu là mình có thể truy cập được theo time zone hay là anti passback hay là những cái tính năng cao cấp của phần mềm khi mà mình sử dụng kiểm soát truy cập. Bạn Huy Đỗ là xin contact của sale. Dạ vâng, cái này thì sẽ liên hệ sau ạ. Quyên ơi, em xin contact của cả anh Thịnh NX nữa nhé. Anh ấy cũng cần báo giá. Dạ. Để em inbox cho. Dạ, anh Tuấn Nguyễn có hỏi tiếp là có thể dùng thiết bị kiểm soát truy cập cho mục đích chấm công phần quản lý bởi phần mềm BioTime không? Dạ, cái này không được anh ạ. Thực ra thì ý của anh có hai ý là kiểm soát
là nếu mà anh hỏi là sử dụng thiết bị kiểm soát truy cập trong Android.com thì cái này hoàn toàn có thể được, nhưng mà quản lý bằng phần mềm BioTime thì không được, thì phần mềm BioTime chỉ có thể kiểm soát được các thiết bị khi mà nó ở dạng .com mà thôi. Nghĩa là khi mà anh đổi thiết bị sang dạng kiểm soát truy cập thì mình sẽ không thể nào sử dụng được phần mềm BioTime, mà mình sẽ phải sử dụng phần mềm khác, ví dụ như là phần mềm ZK Biosecurity. Còn câu hỏi của anh là nếu mà sử dụng kiểm soát truy cập trong Android.com thì cái này hoàn toàn có thể sử dụng được. Như là cái case study mà em vừa mới show lên ý, chẳng hạn như là cây của Symfony thì người ta cũng đang sử dụng là kiểm soát truy cập trong Android.com. Dạ, bạn TN Hawk có hỏi là mình cần mua license và support push SDK. Dạ vâng, Uyên ơi em lấy cả contact của anh này lên luôn nhé nhé. Bạn Đeo có hỏi hiện tại các dòng ca hiện tượng người dụng .com bị nhảy thời gian sang năm khác, ví dụ như là năm 2025 hoặc 2033 chỉ một số người, sau đó lại về đúng thời gian, máy tính cài phần mềm chỉ cuối tháng mới bật và không sử dụng ADMS. Dạ, cái này anh có thể liên hệ với kỹ thuật bên em để em có thể tắt cái tính năng tự động đồng bộ thời gian trên thiết bị, thì hiện tượng này nó sẽ hoàn toàn được cải thiện. Anh liên hệ với kỹ thuật bên em nhé, bọn em sẽ tắt cái tính năng tự động cập nhật thời gian cho thiết bị cho anh. Bạn Sang có hỏi là anti passback hoạt động cụ thể như thế nào? Anti passback thì nghĩa là chống quay ngược, nó hoạt động trên cái yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, chẳng hạn như là khi mà có một người đi vào, họ quẹt thẻ để đi vào chẳng hạn, và sau đó là họ ném cái thẻ ra ngoài cho người khác sử dụng thẻ đó để vào để tiếp tục truy cập vào cửa đó. Thì anti passback hoạt động là khi mà một người đã đi vào thì cái thẻ đó và cái người đó sẽ được khóa ở phía trong, và người nào đó họ sẽ phải đi ra, nghĩa là họ phải có một cái động thái là đi ra thì mới được phép đi vào tiếp, chứ không phải là người nó đi vào xong lại đi vào xong lại đi vào. Đó, đó là anti passback, nó hoạt động theo cái nguyên tắc như thế, nghĩa là đã đi vào thì buộc phải đi ra xong mới tiếp tục được đi vào lại, còn nếu mà đã ở trong đó thì cái người đó không được phép đi truy cập nữa. Ví dụ như cái ID số 1 đã đi vào ở trong, trong cái khu vực mà mình set anti passback thì cái người thì tiếp tục mà người ở ngoài có một người nào đó cũng verify với cái ID là 1 thì người đó sẽ không được phép đi vào. Cái này thì mình có thể chống, chẳng hạn như là mình cái trường hợp là mình ném thẻ đi ra ngoài. Tại bạn BNS có hỏi là trên máy.com có workcode thì nó là gì? Đã workcode thì nó là một cái, nếu mà nói với tiếng Việt nôm na thì nó là giống như là một việc mình chú thích cho việc mình làm. Ví dụ như là khi mình chấm công chẳng hạn thì trên phần mềm chấm công nó khó mà có thể là nốt được hết tất cả những cái công việc mình cần làm. Giả sử như là người chấm công thì có thể nốt vào cái workcode hôm nay là tôi đi tưới cây hay là tôi đi công tác ở tỉnh A tỉnh B chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể ghi vào cái workcode đó, nghĩa là mình chọn các cái workcode đó ra để mình nốt vào là hôm nay tôi đi làm để làm gì, thì sau này người chấm công họ sẽ có thể dễ dàng tính toán trên các cái công đó hay là trên các cái chú thích đó. Thật ra workcode chính xác thì nó là chú thích trên cái loại công việc mà mình hoạt động. Rồi bạn Giang có hỏi là anti passback giả sử lúc ra có người mở cửa hộ, lúc vào lại quẹt thẻ thì như thế nào? Dạ, cái này thì mình tùy theo setting ạ. Mình có thể set là cái thẻ đó hoàn toàn bị vô hiệu, hoặc là có thể set là thẻ đó sẽ được vô hiệu trong một khoảng thời gian nhất định. Có nghĩa là giả sử như là mình có thể set cứng là không đi ra thì không thể đứng đi vào, thì có nghĩa là nếu mà người đó không đi ra hoặc là kiểu như là đi ai mở cửa hộ như là mình nói thì thẻ đó là hoàn toàn không thể nào sử dụng được nữa, trừ phi có người tác động trong hệ thống, là có nghĩa là bấm cái nút để cái thẻ đó nó đi ra ngoài. Hoặc là mình có thể setting là nó chỉ khóa trong một khoảng thời gian nhất định, nghĩa là khóa 1 tiếng 2 tiếng, sau 1 2 tiếng đó thì thẻ nó lại hoạt động bình thường. Mình có thể hoàn toàn setting trên phần mềm. Anh VNS có hỏi tiếp là SMS là gì, sử dụng như nào? SMS có nghĩa là các cái tin nhắn trên điện thoại ạ. Và mình có thể sử dụng để, nghĩa là có các cái thông báo nhắn tin trên điện thoại ạ. Dạ, em có nhắn tin trực tiếp cho các anh đang có nhu cầu hỗ trợ về tư vấn. Mọi người có thể nhắn tin thông tin cho em để mà em thu
thu thập tổng hợp thông tin và chuyển cho nhà nhập khẩu PID, cái đơn vị đồng hành trong cái chương trình ngày hôm nay để hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Dạ anh hỏi FS trên máy chấm công à? Nó là các tin nhắn đấy anh. Có nghĩa là có một số phần mềm là mình có thể gửi tin nhắn đến cho các cái thiết bị máy chấm công, thì SMS cho nó chính là chức năng đó. Ví dụ như phần mềm BioTime mình có thể gửi tin nhắn được ạ. Dạ, bạn Giang có hỏi anti-passback máy có thể đồng bộ, có thể đổ thông báo bằng Zalo, tin nhắn hoặc email được không? Hiện tại thì phần mềm là mới đang hỗ trợ gửi bằng email qua link kết, còn Zalo và tin nhắn thì hiện tại là chưa có. Dạ, bạn VNS có hỏi là nếu khách hàng muốn modify mà sao máy chấm công thời ý họ, ZKTECO có hỗ trợ được không? Dạ, cái này thì ZKTECO hoàn toàn có thể hỗ trợ được, nhưng mà chi phí thì mình sẽ phải làm việc lại với nhau. Dạ, bạn Tân có hỏi là... Dạ, câu hỏi của bạn Tần về kết nối Wi-Fi thì em cũng chưa hiểu lắm, vì thực tế là thiết bị nó phải có module Wi-Fi và tích hợp cả Wi-Fi. Khi mất kết nối máy chân không kết nối lại được. Đây là mình dùng IP tĩnh hay IP động ạ? Nếu mà trong trường hợp mà cái Wi-Fi nó khó kết nối lại thì mình có thể sử dụng tạm từ chuyển sang sử dụng IP tĩnh cho Wi-Fi thì xem có được cải thiện không ạ? Còn Speedway VNL đặt dưới máy che, ZKTECO cũng có một số sản phẩm có chuẩn IP68 đấy ạ, nhưng mà không phải là tất cả các sản phẩm ạ. Này mình có thể tham khảo thêm catalog của ZK để biết thêm chi tiết ạ. Dạ, còn anh nói là Speedway VNL đặt dưới máy che trước văn phòng nhưng vẫn bị treo, thì thật ra là cái việc treo thiết bị thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, chứ không hẳn là do cái chuẩn IP68 hay là máy che đâu ạ. Thì cái này có thể liên hệ kỹ thuật bên em để xử lý sâu hơn ạ. Dạ, anh VNS có hỏi một câu là trường hợp khách hàng đã sử dụng hệ thống cũ có dữ liệu hình ảnh rồi, muốn chuyển qua sử dụng hệ thống phần mềm ZKTECO thì việc đồng bộ dữ liệu hình ảnh gương mặt có đảm bảo được không? Việc lấy lại hình ảnh gương mặt của nhân viên là không thể, mất rất nhiều nhân viên hơn 20.000 người. Đã hệ thống cũ của mình là hệ thống, nếu mà hệ thống cũ của ZKTECO thì việc đồng bộ này hình ảnh này thì cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì cái hình ảnh này nó cũng phải đạt một cái chuẩn nhất định của ZKTECO thì nó mới có thể sử dụng để nhận diện được. Vì thế em thì không thể nào khẳng định được chắc chắn là cái dữ liệu hình ảnh này có thể sử dụng được. Nhưng mà ZKTECO thì cũng đã có những cái trường hợp, ví dụ như case study của, lúc này em sâu lên ấy, là case study của Ocean Edu ấy, là họ hoàn toàn sử dụng dữ liệu hình ảnh 2D, có nghĩa là họ sử dụng ảnh, gọi là ảnh chân dung của nhân viên và học sinh để up lên phần mềm, dùng nó làm dữ liệu nhận dạng. Thì tất nhiên là cái việc up lên bằng ảnh 2D này thì nó sẽ gây ra một số cái lỗi nhận diện, là nó sẽ không thể hoạt động gọi là hoàn hảo 100% được. Tuy nhiên là mình vẫn có thể sử dụng trong cái gọi là trong cái sai số nhất định mà mình có thể chấp nhận được. Còn nếu các dữ liệu hình ảnh mình đã có sẵn rồi, mình hoàn toàn có thể import vào để sử dụng trong hệ thống của ZKTECO. Tuy nhiên như em đã nói thì cái ảnh này nó chất lượng đến đâu thì bọn em không thể nào khẳng định được, và mình sẽ phải làm việc cụ thể cây by cây. Dạ, bạn Sang hỏi là có chương trình cấp chứng chỉ thiết kế hệ thống ZKTECO không? Hiện tại thì bọn em cũng đang xây dựng chương trình này, nhưng mà cũng thật ra là cũng chưa cấp được chứng chỉ cho bên nào cả. Nên nếu mà mình có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ bên em để có thể xây dựng các cái hệ thống cấp chứng chỉ này. Dạ, anh VNS có hỏi nữa là với yêu cầu thời gian chấm công cho một người là 2-3 giây ra đến công, chấm công xác thực hai yếu tố là thẻ gương mặt, vui lòng giới thiệu cho tôi thiết bị nào. Dạ, yêu cầu này của anh thì em nghĩ là không đáp ứng được đâu anh ạ. Vì nếu mà mình yêu cầu xác thực cả hai yếu tố là thẻ cộng gương mặt mà chấm công một người 2-3 giây thì tốc độ này là hoàn toàn không khả thi. Vì khi mà xác nhận một yếu tố thì nó rất là nhanh, nhưng khi mình mà áp dụng là cả thẻ cả khuôn mặt ấy, thì khi mà mình chẳng hạn như là có một người vào và họ quẹt thẻ và sau đó là sẽ phải có một thời gian chờ để cho người đó là quẹt khuôn mặt vào, thì cái thời gian chờ đó nó không thể nào mà nó nhanh 2-3 giây như anh yêu cầu được. Nó
thường thì nếu mà mình xác nhận hai yếu tố ấy, thì bất kể thiết bị nào thôi, nó không liên quan đến phần cứng nhận diện nữa mà nó liên quan đến cái logic hoạt động, thường nó sẽ mất đến 5 đến 10 giây cho một người. Đúng rồi, cái này anh nói là cái thời gian màn hình hiển thị chờ rất lâu thì cái này chính xác, đó là do cái logic của việc xác nhận là hai yếu tố, cho nên mình không thể cải thiện được đâu, bất kỳ sản phẩm nào của em không khẳng định của hãng khác, nhưng mà của ZKTECO thì mình không thể đáp ứng được, thì cái logic nó là như thế thôi, nó phải sẽ phải mất đến 5 đến 10 giây vì màn hình chờ khá là lâu do nó chạy logic đó. Còn cái nhận diện thì thực ra nó rất là nhanh, chính xác như anh nói đó. Ok, em xin phép được trả lời nốt câu hỏi của anh VNS. Anh có một câu hỏi cũng khá là hay, là khi mình đăng hình ảnh đăng máy ra 170 mà đồng bộ sang máy ra 180 thì lại không thể chấm công được có khẩu trang. Vâng, thực tế thì khi mà mình đồng bộ giữa hai cái sản phẩm mà có cái phần cứng khác nhau thì ZKTECO đã sử dụng là cái Bioauto, có nghĩa là nó không sử dụng cái face template, nghĩa là các cái ảnh không gian nữa, mà nó sẽ sử dụng qua một cái công nghệ thấp hơn một chút, có nghĩa là sử dụng ảnh dạng 2D để đồng bộ. Vì cái ảnh đồng bộ sang này nó thấp hơn so với cái chuẩn ban đầu đăng ký, cho nên chính xác là mình sẽ không thể sử dụng khẩu trang được, và nó sẽ khó nhận diện hơn một chút so với việc mình dùng có nghĩa là dùng tất cả các thiết bị cùng một phần cứng. Vâng. Và anh hỏi là trường hợp khách hàng đã sử dụng hệ thống cũ có hình ảnh dữ liệu rồi, giờ muốn chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm ZKTECO thì việc đồng bộ dữ liệu hình ảnh gương mặt có đảm bảo được không? Chuẩn như nào? Dạ vâng, chuẩn này thì em sẽ gửi tài liệu cho anh sau ạ. Vì trong vâng, em sẽ lấy contact của anh và em sẽ gửi cho anh cái tài liệu về cái chuẩn lấy hình ảnh của ZKTECO ạ. Dạ, hiện tại máy chấm công vân tay thì hoàn toàn là có thể đồng bộ được dữ liệu với nhau ạ. Dạ, bạn Sang hỏi một câu là nếu có khách hàng đến mình nhập thông tin khuôn mặt từ xa được không? Cái này hoàn toàn có thể ạ. Dạ, cái finger 9 với 10 mình hoàn toàn có thể đồng bộ được với nhau anh ạ. Còn hiện tại ZKTECO đang phát triển một cái vân tay nữa là finger 13, thì cái finger 13 nó sẽ không đồng bộ được với 9 và 10. Tuy nhiên 9 và 10 thì hoàn toàn có thể đồng bộ được với nhau ạ. Và cái 13 thì theo như em biết thì hiện tại là cũng chưa release, nghĩa là hiện tại là cũng chưa có sản phẩm nào dùng dòng 13. Nếu mà sau này có thì bọn em sẽ thông báo với khách hàng. Dạ, bạn Thông có hỏi là nhập khuôn mặt trông như thế nào. Mình có hai cách, một là mình có thể nhập ảnh của người đó lên trên phần mềm của ZKTECO, hoặc hai là bên em có cung cấp một cái link để đăng ký. Mình có thể cung cấp cái link này cho khách hàng với điều kiện là cái phần mềm đó đã được public port, thì khách hàng có thể đăng ký từ xa. Dạ, bạn Sang có hỏi là nhận diện khuôn mặt chỉ thông qua ảnh, vậy có thể đem ảnh khác tới check-in được không? Dạ, cái này thì cũng tùy theo thiết bị ạ. Nếu mà các cái thiết bị cái dạng cũ thì mình có thể nhận diện, mình có thể bị lừa bởi ảnh. Tuy nhiên các sản phẩm mà Visibly của ZKTECO hiện tại thì mình có đăng ký bằng ảnh, nhưng mà khi mà nhận diện ấy thì nó sẽ có một cái công nghệ chống giả mạo, đó là nó quét hồng ngoại, và nếu mà không có các điểm ảnh gọi là các điểm lồi lõm trên khuôn mặt ấy, nó không có dạng 3D ấy, thì nó sẽ hoàn toàn từ chối nhận diện mặc dù cái ảnh đưa đến là đúng chuẩn. Cho nên mình cũng không sợ cái việc là đăng ký bằng ảnh đâu ạ. Tất nhiên là nó cũng chỉ hoạt động với những cái thiết bị mới thôi. Còn tất nhiên là thiết bị cũ thì mình không có cái công nghệ đó. Dạ vâng, được ạ. Những thiết bị nhận diện 3D thì vẫn có thể nhập khuôn mặt từ xa bằng ảnh được ạ. Nghĩa là mình dữ liệu thì là bằng ảnh 2D, nhưng khi mình nhận diện thì nó sẽ có một công nghệ chống giả mạo bằng hồng ngoại, bằng 3D. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo ạ. Vâng, xin phép chào mọi người ạ. Cảm ơn ạ.